Hello, hello, hello everybody. Welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Nhìn thì ai cũng biết là game gì rồi ha. Bần đó là Thiên Long Tam Quốc ha. Thì con này là một bản mới ha, mới có 4 server nha anh em. Mới có 4 server, không biết là nó phi cái gì nên là heo vào test thử xem sao. Game này là nó hay thì khỏi cần bàn cãi rồi nha. Đấy, đồ họa cũng rất là đẹp luôn mà. Bản này là bản Trung Quốc ha, nên chưa có Việt hóa. Cái này mà được Việt hóa nữa là thôi rồi luôn, ngon luôn. Đó, đồ họa đẹp lắm anh em ơi. Cái này đầu game đó. Ok ok, Quang Vũ nè. Binh binh binh. Ủa sao nhanh nè ta. Chỉnh tốc độ nhanh nó nằm ở đâu ta. Cái này heo đâu có bấm nhanh đâu, heo đâu rất là bấm chậm luôn á. Trời ơi má nộ cho cố, đánh không được nhiều hết. Đồ đồ ngoại đẹp, đồ ngoại đẹp. Vâng, nghe nói là con này thâu full GM cái gì đấy, để kỳ này vào xem sao. Cái này chắc phải nhân 3 lên đó. Má chúc chắc cài nhân 8. Chứ ít quá. Chậm quá, chậm quá. Game này là khá quen thuộc trên kênh của Heo rồi ha. Nên là cái này thì ok, cái này thì chúng ta phải vâng, cũng phải lên level à. Cái này level hấp chưa có quét map được. Chưa quét map được thì những thứ này nó cũng chưa có mở ra nhiều. Ok, để heo quét map cái. Rồi nãy giờ cũng farm lên được khá khá hả. À, nó cũng tựa tựa giống cái bản hôm bữa anh em. Nhưng mà cái này chắc có GM, không biết có gì ngon hơn không. Đây là heo đang cài nhân 8 ha. Còn cái đây là quà toàn dân nè. Ok ok. Bản này là bản của Milu ha. Hôm bữa là của 3733. Ok, nó khác nhau nha anh em. Chỉ nhiều ông vào bảo hai bản giống y nhau mà anh nữa. Khổ lắm, khổ lắm. Ta nói khổ trăm bề. Đồ 70, 700 mấy, ô ăn luôn hả. Wow, đầu game phi 1.3.000. Còn nữa hả? Oh my god, đầu game phi 6, phi 2.246, 2.1.000. Trời ơi. Còn đây là quà VIP. Ủa đây sao có VIP 2 vậy ta? Ở đây có cái gì ạ? Mạnh tướng, mạnh tướng, mạnh tướng. Ê, đăng nhập ngày nhận kim cương nè. Nhận thêm 50 mạnh tướng. Cái này là 3 ngày là chúng ta được một con tướng đỏ nha. Ô. Bản này ngon nè. Wow wow. Cứ 3 ngày là một con, 3 ngày một con nha. Oh my god. Ngon ngon ngon. Ui dồi ôi, nó ngon. Nó ngon lắm anh em ơi. Anh em nào chưa có tải thì nhanh chân tải về mà trải nghiệm ha. Còn đây, đây là vé tệ nè. Cái này là vé tệ nè nha anh em. Này là vé tệ nè. Phải không? À chứ không phải. Đi kiếm coi vé tệ nằm đâu. Hình như đây nè, đây nè. Đúng rồi, cái này nè, 6 tệ nè. Đó, đó, đăng nhập ngày nhận vé tệ ha. Vé tệ này là chúng ta sẽ được lên GM nha anh em. Còn chút là chúng ta sẽ được mát VIP. Đây. Tổng là 6 nè. 6, 10 nè. 16, rồi 20, 15 nữa là 31. 31 rồi 41. Ok, 41 tệ ha. Rồi, tổng là chúng ta được 41 tệ đấy. Ok ok, có code, code thì đây. Chúng ta có 5 cái code ha, heo sẽ để dưới phần ở bên web anh em qua bển lấy ha. Nó nằm ở cái link chung đó nha anh em. Ok. Cuối tuần chúng ta có một con Pokemon và một con Tam Quốc khá là hot ha. Ok, ngon lành anh em ơi. Game mà lắc thì chúng ta phải EP nha anh em.
Rồi, ok, cái code cuối cùng. Rồi, đi ra hư có gì ngon không? Hư đâu? Cái này không phải hư. Bà mẹ nó hư đâu? Cái này không phải hư. À đây nè, cái hư nè. Ủa không phải luôn. À hư nè, cái này hư nè. Ok ok, đây 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 đây. Điểm VIP nè ha. Đang VIP 12 rồi đó. Ok, ăn nè. Ok, mát VIP rồi đấy. Mát VIP 12 rồi nha anh em. Ok, còn đây là code nè. Rồi đó, đang là đứng VIP nha. Còn đây là GME nè. Chúng ta chưa có ăn được cái này. Ok ok, vô cắn GME cái đã. GME hồi nãy heo chỉ anh em rồi nha. Anh em nào chưa coi thì xem lại nha. Đâu rồi, cái này là cái này là điểm quay tướng. Cái này là quay tướng VIP. Đây, GME nè, 6 tệ, cắn. Đó, còn ở đây là tướng ha. Anh em nhận 50 mảnh, 3 ngày là được 150. Đó, 150 mảnh thì chúng ta ghép được một con nha anh em. Mỗi ngày nhận được 50 mảnh tướng đỏ. Đâu rồi, năm đây nè. Đây. Đây nè, 150 mảnh là 3 ngày ha. Rồi, đây, online là quay vàng nữa nha anh em. Đó, ăn tệ cái lên GM1 liền nha. Ok không? Thơm ha. Rồi, vô shop GM1 nè. Đó, mua kim nguyên bảo trong shop luôn nha anh em. Đó, mua kim nguyên bảo trong shop GM luôn. Hết rồi, nè nè, nó có số lần mua nè, nhìn nè ha. Đấy, mất. Đó, mất số 1 là coi như là mua xong rồi đó. Ok, đẹp liền. Còn đây GM2 nè. GM3, GM4, GM5, GM6, GM7, GM8, GM9. Hết chưa? Ok, mát là GM10 nha. Rồi ok, bây giờ qua ăn quà VIP. Quà VIP là một kim nguyên bảo nha anh em. Con này hình như thấy là ngon hơn con bên 3733 ha. 3733 là không có đường kiếm ra tướng đỏ luôn. Còn cái này là 3 ngày là anh em được một con tướng đỏ. 3 ngày một con tướng đỏ nha. Ok, rồi nói cho những anh em nào chơi game để biết ha. Nhiều ông lại vào phán bừa nữa. Rồi, game phi chúng ta tính ra chắc là cũng mát GME đó anh em. Theo heo nghĩ là nếu mà nó phi như vậy thì cũng bèo bèo, chắc cũng mát GME chứ. 40 mấy tệ rồi. Không, 4 mấy tệ chứ không mát GME đâu. GME tới VIP 10 đúng không mà. Quên. Ok, để chút ra coi nó lên được GME mấy. Nhưng mà thấy 3 ngày được một con tướng đỏ là thấy là mê rồi đó. Đúng không? 3 ngày một con tướng đỏ ngon quá trời còn đòi nữa anh em. Ok, ok. Còn cái này gì vậy ta? À, trang bị. À, cái này là vũ khí. Đang nhân 8 cho nó nhanh ha. Ok. Đang nãy đang chạy phó bản cho nó lên level cao cái. Mà ở đây nó chưa có lên được nhiều đậu phộng. Phải nhân 8 chứ cái này mà nếu mà không nhân 8 là chạy phó bản đồ cài map đồ cực lắm. Rồi vô coi nó phi vòng quay tướng bao nhiêu cái đã. Cái này là shop. À, trên này là vòng quay nè. Đó, phi được 12 lần quay tướng VIP ha. Ra tướng SSR luôn. Đấy, hôm phức luôn. Đồ mã một lần ra 3 con. Thời tới càng không nổi. Tới luôn. Ok, được thêm một em đó. 12 lần nha anh em, tổng là được 12 lần quay tướng VIP ha. Còn bên kia thì được tới 1000 vé chắc quay cũng được 100 lần á. 1000 lần chứ 1000 lần nhân 1. Ok.
Lại là hoàng trung hoàng cái nữa. Ra con gì đó ngon ngon coi. Không biết con này luôn. Tiếp chúng ta còn 6 lần nữa. Ok ok, được đúng một lần ra ba con, còn nhiêu là ta nói thường không. Tiếp tiếp nào, tiếp nào. Còn 3 lần nữa, 3 lần nữa, cố lên nào, nhanh 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 nhanh. Đầu lần này đầu tiên là ra luôn một con tứ cam. Cuối là được con nữa không? Đó, cuối là được con nữa, tính ra là được 2 con nữa. Rồi. Ê, ở giữa ra là cuối ra thêm một con nữa là 2 con đó. Đó thấy không? Giận may, giận may. Ok, lần này là lần cuối nè. Ở giữa được con là cuối được con nữa. À, con này được 1000 lần quay thường ha. Rồi bỏ tướng vô. Mấy thằng này giờ không biết là của nước nào luôn. Heo thì không có giỏi mà về mấy cái nước nên là chúng ta sẽ chọn đại ha. Ok, chọn đại đi. À, bấm vô cái tên của nó có nước nè. Giống nhau là để thôi. À, giống nhau nè. Ok, level 9 chúng ta mở thêm một ô nữa. Game phi tệ, phi luôn với tướng đỏ nha anh em. Đấy, nói luôn cho những anh em nào không biết nha. Ok, ok, phi trang bị quà VIP 1 kim nguyên bảo, phi vé quay tướng luôn, đó. Đầu game vô là phi chúng ta là 2... Đầu game vô là phi chúng ta luôn 2 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Ủa set trang bị đỏ nó nằm ở đâu ta? Hồi nãy không lấy đậu phộng tưởng đâu nãy lấy rồi. Ok bây giờ vô đây mở rương lấy ra. Nằm ở trong rương nè, hồi nãy nó cho chúng ta một đống nè. Ok mở luôn cho nó giống nhau đi. Đó, giờ mặc đồ vô, trời ơi, đẹp liền. Rồi, ok, đẹp. Rồi ha, link heo để dưới phòng mô tả, anh em nào có chơi thì tải về ha. Game cũng không còn xa lạ, nhưng mà server này là một server mới ha, mới có 4 server nha. Anh em nào có chơi thì kéo xuống tải về. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.